Dạ, em xin chào mọi người nha. Welcome back everyone to 7 Deuce Channel. I am going out for the weekend. Here is the San Diego Beach, La Jolla. I'm walking down. The weather is wonderful. People walking around. I'm gonna go across the street here. Em xin chào mọi người đã đến cái kênh của 7 Deuce nha. Đầu clip, đầu video thì em chúc mọi người luôn mạnh khỏe. Hôm nay em đi chơi. Ôi đẹp quá. Thích quá mọi người ơi. Con em ở đằng kia kìa. Ngắm cảnh với em nha mọi người. Em sẽ đi một đoạn rồi em đứng lại nha, cho mọi người ngắm cảnh nha mọi người. Okay, I'm gonna walk one route. I was scuba diving down that way. Very nice. Hồi đó mình có đi lặn ở dưới đó. Đẹp lắm. Có cá rồi dưới đó đẹp lắm mọi người. Rồi mình đi một đoạn nha mọi người nha. Đây ở đây thì có bán thức ăn, thức uống gì đó. Rồi bên đường đậu. Em thì ở bên mé bên kia. Mấy đứa nhỏ của em rồi ta. À nó đằng kia kìa. Cuối tuần em chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc nha. Em chia sẻ những gì cái thực tế của đời sống. Sau khi những ngày làm việc vất vả thì mình dắt con cái gia đình đi chơi. Mọi người cũng thấy. Rồi đi đi con. Đi đi má mày đi theo. Mặt trời đẹp không mọi người ơi, coi nè. Hiện tại bây giờ cái thời tiết rất là ấm nha mọi người nha. Không có lạnh nhưng mà em cũng mặc thêm một cái áo nữa. Một hồi có đi trễ chút xíu thì em sẽ mặc áo lại. Em có đi bộ xuống dưới máy này nè, rất là thích mọi người ở đó. Có cái hàng đó. Rồi em đi tiếp nha mọi người. Đây là hai bên dọc xe, mình đậu xe ở đây nha mọi người. Đậu xe ở đây thì miễn phí nhưng mà chỉ có cái là mình phải tìm được cái chỗ đậu xe thôi. Rồi sau đó ví dụ muốn đi cái đi bộ không được thì đi cái xe kia thì mình mướn cái xe nhỏ đó mình đi. Rồi em đi tiếp cho mọi người coi nha. Đây tất nhiên là cái khách sạn rồi. Khách sạn nhìn ra biển. Đây. Đẹp lắm mọi người ha. Rồi em đi tiếp nha mọi người. Đây mọi người cũng thấy ở đằng kia nó có mấy cái hàng ở đằng đó đó. Ở trong đây nè. Đó. 1, 2. Đó mấy cái hàng đó. 3 cái. Nhưng mà em đi mấy bên này có 1 cái bên này nữa nè. Đó cái chỗ này nè. Em thích cái chỗ đó. Bữa nay thì hơi đông nha. Tại vì có thể là cái ngày lễ cuối tuần đó, cho nên nó đông đó mọi người. Đó là em đi dọc qua đó đó. Sáng ở đây cũng yên tĩnh lắm mọi người. Đa số thì bên đây là toàn là nhà hàng này nọ rồi đó, bên dọc đường của biển đó mọi người. Mọi người đi chơi với em nha. Ở đằng xa xa thì có một cái xe bán nước, bán đồ ăn. Hai đứa con của em phải không? Không phải. Em đeo mắt kính đèn vô để chói mắt quá. Cái nhỏ nó đi đâu rồi? Ở đây một cái xe cốc bán nước, bán đồ đó mọi người. Nó rất là ấm mọi người ơi, mát mát, rất là thích. Có một lần mình đi thì nó
nó bị lạnh, nhưng mà có mấy lần đi thì nó ấm lắm, rất là thích. Đây có mấy anh đang tắm biển đó. Tản bộ rất là thoải mái mọi người nha. Đây bên kia thì nếu mà mình mướn được cái ngoài đó đó thì mình ngồi ở ngoài. Em đi cái ngã này đi lên cũng được. Đây là những cái đường con nha mọi người, giống như là một cái con đường hẻm á, mình đi ra đường lớn đó mọi người. Thì mình đi ở đây nè, đi lên thì ở đây em đi lên trên đó thì quẹo bên tay phải thì đi qua cái khách sạn bên chỗ mở. Bây giờ con em nó đi tuốt lút đằng kia rồi, rồi mình đi tiếp nha mọi người nha. Mọi người hãy ngắm cảnh với em, nếu mà cái video em quay nó nhanh quá mọi người thông cảm giùm cho em nha mọi người. Đó, đây là những con nhà, cái nhà chòi để mình ngồi mình ngắm cảnh. Ở đằng bên tay phải của em thì có cái xe bán cà lem. Hả? Ở đây có một cái chỗ cỏ để mà công viên. À, họ đa số là ngồi đây ăn uống. À, có một chỗ, à em nhớ rồi, hồi đó em có đi ra đây. À, mình thay đồ mà mình đi lặn đó mọi người. Rồi họ bán đồ vẽ nữa nè, những cái vẽ tranh nè mọi người, rồi mình vô mình mua những cái bức tranh nè mọi người, thấy đẹp không đó. Quá đẹp luôn, quá đẹp đó. Công viên nè đó mọi người thấy không, ngồi vậy đó. Rồi khi mà hết nắng rồi lạnh lạnh á, thì người ta đi ăn nhà hàng hoặc là đi những cái câu lạc bộ. Đây là có chỗ bán cẩm trai hoặc là những cái con sò đâu đó mọi người. Đây con em nó dưới đây nè, bữa hổm em cũng đi qua đây rồi. Đa số thì em ngồi bên kia, sáng em thích ra đây cái em ngồi uống cà phê á mọi người, ngồi một mình. Ngồi một người. À em đi đường tắt nó không có cho. Cái gì? What do you want me to do? No. Go here. À nó bắt em đi đường này. Trời ơi đi đường kia cũng được vậy con. Ủa nó dốc xuống á mọi người. Nhưng mà em đi được mà. Sao? À đâu phải. Con gái em với lại thằng trai. Đây, bước xuống đây. Đây là những cái tảng đá rất là đẹp. Mọi người ngắm cảnh với em nha. Đây mình nhìn lại trên thành phố những cái khách sạn nha mọi người nha. So this is San Diego, as you can see. Down there they have a little stone. The cave is in there. So people can go in there. Or you can do a scuba diving all the way out that corner over there. Relax, fresh air. Look at this. Beautiful. Đẹp không mọi người ơi? À ai đã coi cái kênh cô Bảy rồi Seven Dudes thì có biết được cái những cái con chú hải cẩu ha. Thì nó nằm một cái bên mé bên khác. Còn ở đây là cái gần cái chỗ mà khách sạn. Cho nên thì mình ngồi ở bên này. Thì những cái tảng đá này nó rất là thoải mái mọi người ơi. Đây. Mình đi xuống đây mình phải chú ý cẩn thận nha mọi người nha. Tại cái dốc đá nó rất là ấy. À ở đây nó có một cái hang nè. Ui. Đó, đẹp chưa? Wow.
cái hang không, đẹp phải chưa mọi người, rất là đẹp. Em đi tới gần đây để cho mọi người coi cái khe hang của nó đó. Đó, em phải cẩn thận nha mọi người. Những cái tảng đá này là toàn là nước nó đánh vô mà nó tự nó như vậy nè. Đó, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Gió thì nó lạnh lạnh chút xíu thôi chứ không đến nổi nha mọi người. Em thì mặc tay ngắn. Chút xíu nữa khoảng chừng, chắc em nghĩ là khoảng chừng 10-20 phút trở tới thì nó hơi lạnh lạnh chút xíu mà cũng không đến nổi đâu mọi người. À, bầu trời rất là đẹp đúng không mọi người? Coi nè. Ông mặt trời lặn xong rồi lên, lên xong rồi lặn. Tuyệt vời chưa mọi người ơi, rất là đẹp. Hít thở vô thoải mái lắm mọi người. Đây là những cái tảng đá mà em hay thích ngồi một mình đó mọi người, giống như nè đó, thấy chưa, rất là đẹp luôn mọi người. Cà phê mà ra đang ngồi là thôi chuẩn luôn rồi. À, bây giờ em đi tiếp nha, đi xuống dưới kia coi như thế nào nha mọi người nha. À, có cái bãi bản, cái bãi biển bên kia thì em thích hơn. Anh này đi không con, đi xuống dưới kia. Cô đang nè. Cô đang nè. Rồi đây tiếp tục mà dãy biển nữa nha mọi người. Chưa. Rồi mình đi tiếp tục nha mọi người nhé. Mình sẽ đi dọc xuống dưới đó. À, em cảm ơn mọi người đã tới và cũng đang tiếp tục thêm cái video đi ra biển dạo mát với em nha mọi người. À, ai chưa bấm like thì bấm like cho em, ai chưa đăng ký kênh thì làm ơn đăng ký kênh giùm cho em cảm ơn mọi người rất nhiều. Và đừng quên để bình luận lại cho em nha. Đây là cái cô. Cái cô ấy cổ ngồi trên công viên. Và đây cũng có những cái chỗ để mà mình ngồi trong những cái góc bóng mát cho mọi người. Đây là những cái chòi, mọi người cũng thấy đó, có một con chim trên cái chòi nhà nè. Ngồi đây mình ngắm cũng được lắm. À, em nhớ rồi. Ở chỗ này em ta nhớ là cái chỗ này thì phải. Em có một cái chỗ đó em hay ngồi để mà ngắm á, ngắm biển. Rất là lý tưởng nha mọi người. Nghĩa là cái mé bên nó thì phải. Em nhớ nữa. Những cái chỗ mà người ta nấu nướng rồi ăn này nọ rồi nè mọi người. Đó, công viên đi chơi. Không biết cuộc sống của mọi người như thế nào ha, nhưng mà dù mình không có đi ra đây được thì mình nhìn qua cái màn ảnh nhỏ của em, à, gửi gắm đến mọi người những cái hình ảnh, à, coi để cái tinh thần của mình nó thoải mái hơn trong cuộc sống nha mọi người nha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều, à, đã đồng hành với em. Họ mọi người cũng thấy là những cái trên mấy bên đó là toàn là khách sạn không đó mọi người. Hả? Rồi mình tiếp tục mình đi nha mọi người nha. À, mọi người cũng thấy ở đây là cái biển này cũng cho chó dắt đi theo nè mọi người. Đó. Đây. À. Răng
suy nghĩ hình như là cái chỗ này chỗ em ngồi nhưng mà không biết sao mà em leo được cái chỗ đó đó mọi người. Thôi giờ mình tiếp tục mình đi nha mọi người nha. Cảm biển thoải mái lắm mọi người ơi. Rồi mình đi thêm một đoạn, thêm 2 phút nữa mọi người nha. Mọi người cũng thấy là ai cũng mặc áo ngắn hết á, không có lạnh lắm. Tuyệt vời không? Có mé dưới kia hơi đông chút xíu. À, tại vì cái mé dưới đó là cái chỗ mà em quay mấy con hải cẩu rồi đó mọi người, nó nằm mé bên kia đó. Hình như là vậy. Cho nên cái khu này thì nó hơi đông một chút xíu. Đúng rồi, mấy chú hải cẩu đang nằm ngủ ở đằng kia kìa. Đó, cái dãy này nè, mấy ẻm đang ngủ ở đó đó. Cho nên cái khu này đông lắm. Đó, mấy em ngủ đặng á. Bữa hổm thì em quay cái tảng đá bên kia đó mọi người nhớ không? Đó, bây giờ nó lùa bên đây, nó ngủ bên đây rồi. Nó làm tỏi dưới đó đó. Thôi bây giờ mình tới gần lại chút xíu cho mọi người coi nha. Theo em nghĩ thì tới gần đó thì không có thấy rõ lắm đâu, tại nhiều người quá. Đó, mấy chú đang ủn 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 nó đi tới nè. Đó, zoom ra cho mọi người coi chút xíu nha. Đó, mấy em ở đặng đó. Ui, có một cái em lớn đây chưa đó. Em này đang lớn dễ sợ luôn. Em la bệnh á. À, mình zoom lại cho mọi người coi nó nghe. Coi thấy rõ này đó. Cái em đó, em lớn quá trời luôn. Đây nè, em đây, ui cha, ui cha. Em làm gì đó. Wow, bự quá trời luôn. Em đó, em bự nhất. Thấy đẹp không mọi người? Em zoom lại cho mọi người thấy rõ không cái quang cảnh nha. Trời ơi, nó dí kìa. Nó dí không con. Ôi chà. Rồi đây cũng là một cái cuối đoạn để cho em giúp vui và gửi những hình ảnh thân thương, thoải mái, tinh thần cho mọi người nha. À, cảm ơn mọi người một lần nữa đã đồng hành với lại 7 Dude, em 7. À, ai thích video thì vui lòng xin bấm like. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho em nha mọi người nha. Và đừng quên để bình luận, góp ý kiến để em có thể làm kênh mình thành công hơn nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe. Rồi, em hẹn mọi người lại cái video tiếp nha. Thank you so much guys. This is gonna be my ending of my video. As you can see, there was the sea lion, I believe. It's down there. Anyhow, so this is going to be my conclusion of my video. Thank you so much for stopping by. This is San Diego, La Jolla. Em xin chào mọi người nha.